Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông PC67 Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đội 4 bị tố đánh người vi phạm. Theo đó thì không có việc Cảnh sát Giao thông đánh người. Anh Nguyễn Giang Nam, 22 tuổi, quê quán ở Ninh Bình, người vi phạm được cho là quay clip lan truyền ở trên mạng khẳng định rằng không bị Cảnh sát Giao thông hay bất kỳ ai đe dọa. Trong bản tường trình lại vụ việc, anh Nam cho hay, trong lúc quay điện thoại có một đồng chí cảnh sát giao thông đi tới, do muốn bảo vệ mình nên anh Nam có hét lên để nhận được sự giúp đỡ chứ không hề bị đánh. Sau đó thì anh này có đưa điện thoại cho một người bạn và rời khỏi hiện trường. Về nguồn gốc của đoạn video clip xuất hiện trên mạng thì anh Nam cho biết bản thân anh cũng không hề hay biết và cũng không đưa lên mạng, những lời lẽ trên mạng cũng hoàn toàn không phải của anh. Khi lấy lại điện thoại từ người bạn này, anh đã kiểm tra điện thoại của mình nhưng không thấy còn đoạn clip trên. Về phía Thượng úy Vũ Viện Đức, cảnh sát giao thông bị tố trong clip hiện vẫn đang bị tạm đình chỉ công tác.